Bandu s -Gate 3 đã trải qua những ngày cuối tuần ấn tượng trước đó và đạt được một cột mốc mới cho những người chơi đồng thời trên Steam. Bandu s -Gate 3 đã đạt được một cột mốc quan trọng mới trên Steam, một lần nữa đạt đến tầm cao mới với tổng số người chơi đồng thời trong tuần thứ hai liên tiếp. Sau khi ra mắt đầy đủ vào ngày 3 tháng 8, tựa game đã khiến mọi người ngạc nhiên khi lọt vào top 10 sản phẩm hàng đầu trên Steam dựa trên tổng số người chơi đồng thời cao nhất của chúng. Một tuần sau, Bandu s -Gate 3 đã xây dựng được thành công đáng kinh ngạc của nó, một điều hiếm có trên Steam vì hầu hết các trò chơi đều đạt đỉnh ngay sau khi ra mắt. Sau khi ra mắt vào ngày 3 tháng 8, Bandu s -Gate 3 đã chứng kiến sự gia tăng hàng ngày về tổng số người chơi đồng thời cho đến Chủ nhật, ngày 6 tháng 8. Đỉnh điểm đạt được vào ngày hôm đó là 814.666 đưa tựa game của Larian Studios lọt vào top 10 của Steam. Xếp thứ 9 trên Cuscus Duck dưới Hogwarts Legacy. Bây giờ Bandur s -Gate 3 đã có thêm một màn trình diễn ấn tượng vào cuối tuần vừa qua. Vào Chủ nhật, ngày 13 tháng 8, tổng số người chơi đồng thời của Bandur s -Gate 3 đạt đỉnh là 875.343. Đó là mức tăng hơn 60.000 người chơi đồng thời bổ sung hoặc hơn 7%. Một game nhập vai chủ yếu chơi đơn như Bandua gate 3 duy trì số lượng người chơi đồng thời ấn tượng như vậy nhưng cũng tăng chúng là một kỳ tích hiếm có và ấn tượng. Thông tin mới nhất cho thấy tựa game chỉ thấp hơn mức cao nhất là 879.308 người chơi đồng thời của Hogwarts Legacy với New World ngay sau đó là 913.634. Tựa game có thể sẽ vẫn ở vị trí thứ 9, ngoài trừ tuần thứ 3 tăng trưởng bất ngờ và chưa từng có có nhiều hy vọng tựa game sẽ đạt được số lượng lớn hơn nữa trong cộng đồng trò chơi. Một số thậm chí đã cố gắng tổ chức một nỗ lực để tất cả chơi cùng một lúc, để cố gắng nâng tổng số người chơi đồng thời cho băng đua SG-3 lên đến 1 triệu. Mặc dù cộng đồng không đạt được con số đó, nhưng họ sẽ rất hài lòng với những gì băng đua SG-3 đã đạt được. Larian Studios vẫn hài lòng với thành công đến từ công sức của họ nhóm phát triển không chắc chắn liệu Bandu đua SG-3 có đạt mức cao nhất trong quyền truy cập sớm hay không, nói rằng mức độ phổ biến đáng kinh ngạc của nó hoàn toàn không có trong sách. Giám đốc điều hành Sven Vinke nói rằng các nhà phát triển tại Larian rất hạnh phúc và có rất nhiều khuôn mặt tươi cười. Tất nhiên, Larian vẫn chăm chỉ làm việc để nâng cấp Bandu SG-3 sau khi ra mắt. Vẫn còn kế hoạch ra mắt PlayStation 5 vào ngày 6 tháng 9 và Xbox sau đó.